Quyền Linh khóc nghẹn khi nhắc về Sài Gòn giữa tình hình dịch Covid-19. Trong chương trình Sài Gòn Ta Thương, Quyền Linh đã trải lòng về hành trình cứu trợ ở Sài Gòn giữa tình hình dịch Covid-19. Nam MC đã không kiềm được nước mắt khi nói về mảnh đất được xem là quê hương thứ hai của mình. Mới đây, nhà sản xuất chương trình Sài Gòn Ta Thương hé lộ đoạn clip trong tập phát sóng đầu tiên, thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là talk show với khách mời là những người đã và đang hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân trong mùa dịch khó khăn này. Thông qua chương trình, họ chia sẻ những cung bậc cảm xúc về lòng yêu thương và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Đồng thời, chương trình cũng truyền cảm hứng về nghĩa cử cao đẹp và những đóng góp của mọi người dành cho xã hội nói chung và Sài Gòn thân thương nói riêng. Trong đoạn clip, ca sĩ Ngọc Ánh đã kết nối với MC Quyền Linh để lắng nghe những tâm sự của anh. Qua câu hát của bài Quê Hương, nam MC bạn muốn hẹn hò đã trải lòng về tình yêu dành cho Sài Gòn, quê hương thứ hai của anh. Đối với Quyền Linh, quê hương bao gồm nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi cưu mang để anh thành người. Đất Sài Gòn đã nuôi biết bao nhiêu con người, đã cưu mang biết bao con người, bao nhiêu số phận. Sài Gòn là nơi đã tạo ra biết bao kỹ sư, bác sĩ, những con người thành đạt, những anh hùng cho cả nước. Quê hương đó đang nằm trong tim hàng triệu người. Ngay lúc này đây, khi nhắc đến quê hương, chúng ta cũng nói đến Sài Gòn và nghẹn ngào về nó, anh chia sẻ. Năm em xin nghẹn lòng khi chứng kiến Sài Gòn đang trong cơn bạo bệnh, đường phố lặng lẽ, cửa hàng đóng kín. Những hình ảnh vắng vẻ này khiến Quyền Linh không kiềm được nước mắt. Anh bộc bạch, Sài Gòn bây giờ thương lắm, đau lắm, Sài Gòn bây giờ khó khăn lắm, chúng ta thương nó, thương đất Sài Gòn như là chính mình. Biết bao nhiêu con người cũng có thể rơi nước mắt về Sài Gòn hiện nay bởi vì chúng ta mang ơn mảnh đất này, mang ơn quê hương thứ hai này. Tình người của Sài Gòn lớn lắm, đầu đầu cũng có trái tim con người Sài Gòn hướng tới trong những cơn bão, trong những hoạn nạn. Và lúc này đây, Sài Gòn đang bão, tôi nghĩ là không ai ngồi yên đâu. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và hướng về Sài Gòn. Mỗi người dân Việt Nam chúng ta cũng đang yêu thương Sài Gòn như chính họ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ biến sự đau thương này thành sức mạnh để có thể hỗ trợ Sài Gòn mạnh mẽ như ngày xưa. Cũng trong đoạn clip, Quyền Linh đã trải lòng về hành trình cứu trợ của mình trong những ngày. Dù tích cực hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhưng nam MC vẫn cảm thấy đau lòng. Có lỗi khi giúp được người này lại chưa giúp được người khác. Anh mong mọi người tha lỗi vì còn những nơi sâu xa, những con hẻm mà bản thân và mọi người chưa tới được. Dù vậy, Quyền Linh tin rằng vẫn còn rất nhiều đoàn thiện nguyện sẽ đến những nơi đó. Chúng tôi không đủ sức để có thể vươn khắp mọi nơi, nhưng chúng tôi sẽ làm tốt nhất những gì có thể. Đến khi nào Sài Gòn hết bệnh, có hàng ngàn người cùng những nhóm thiện nguyện, cùng với tôi cũng sẽ góp sức lại, làm hết mình. Chúng tôi không có kế hoạch nào cả. Bây giờ lửa cháy đến đâu dập đến đó, bão giông ở đâu lao ở đó, mình nghe kêu ở đâu mình chạy đến đó, anh nói. Nam MC cũng nhắn nhủ, lúc này đây, tôi chỉ mong cả nước đoàn kết, yêu thương, nói đến sự đồng lòng, đồng sức, sẻ chia cùng nhau để Sài Gòn vượt qua giông bão. Mong một ngày không xa, quê hương thứ hai của hàng triệu người này sẽ mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục bao dung, cưu mang biết bao ước mơ, hoài bão của hàng triệu người nữa. Sài Gòn sẽ thắng, sẽ hết bệnh và tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc bình an. Tôi chỉ suy nghĩ được như vậy thôi.